À, gặp em Nghị này. Đúng rồi, đúng rồi. À, thực ra là với những tác phẩm như này, nếu mà anh em nhìn này anh em tưởng nó xanh, nhưng mà đây là một cây khế nhé. À, cây khế này thì cũng hình thành qua rất nhiều năm tháng rồi. À, để mà có một tác phẩm khế như này thì anh Toàn Thu, nhà vườn Toàn Thu ở Việt Trì, Phú Thọ sở hữu những tác phẩm mà nói là về hàng top VIP. Đấy. Cây này thì các anh đang nói giá triệu đô, mà triệu đô thì chắc chắn là nó tầm khoảng hơn 20 tỷ rồi. Thì không biết là cái giá này đưa ra có chuẩn hay không, thì cho anh em tham khảo thôi. Và chúng tôi, bản thân chúng tôi cũng không có tiền để chúng tôi sở hữu những tác phẩm này được, nhưng mà cũng cố gắng chia sẻ cho anh em cộng đồng gần xa. À, vì hôm nay là một cái buổi rất là đông, rất là đông anh em. À, một trong những cây khế này, rồi là những cái tác phẩm bên kia. Để chúng một sai thì cũng cố gắng chia sẻ một vài tác phẩm của gia đình nhà anh chị Toàn Thu để cho bà con cô bác cũng như là anh em gần xa có thể nắm bắt được cái cơ hội. Đây, dấu ấn thời gian thì ở bên này. Đấy, đẳng cấp thì chắc chắn là anh chị Toàn Thu nó có thừa rồi. Đấy, cũng không phải kể ra đây được, nhưng mà anh em xem lại. Nghĩ ơi, cầm cầm anh gái anh. Quá đẹp. Dấu ấn thời gian ở bên này. Đấy, đông người quá nên là chúng tôi cũng chỉ quay bên cạnh thôi. Quá đông người. Nghĩ ơi, ở đây xong là tí anh em mình đi uống nước nhỉ. Đây là em Nghị ở miền Trung Ukraine về, vừa được giả vừa được anh em đưa về nhá, đang là quay này. Nói chung là đi đánh thuê nhưng mà vừa rồi là được Putin thả, vì do nó yêu cây quá, nhưng không yêu cây là không cho, không thả đâu. À kia bắp này. Đấy, đoạn đấy chạy. À, ok. Đây là những tác phẩm mà nói chung là để đời. Làm cái này về, cái này phải mấy chục triệu. Nhà vườn Toàn Thu thì chắc chắn là anh em cũng đã xem rồi, không thiếu gì những tác phẩm đẹp đấy. Một vòng cho anh em chiêm ngưỡng thôi, bây giờ đông người quá.
làm đây rồi này, con nhìn ra vải đá đá nguyên khối. Anh Trung à, nhiều vậy à, vẫn chưa bán à? À, để gặp mà mấy ông em trong kia đây. Lại phải chia sẻ. Đấy. Đấy. Đẹp quá. Cầm cho em tí, em nhận chụp đây. Thì anh cứ cầm về em nhé. Đi vào cái chỗ rất là sân thượng tác phẩm ta này. Này gặp được chính chủ, anh chính chủ đấy nhỉ? Chính chủ. Đấy em chỉ sợ là lúc là đọc sớ là những nhà mà chính chủ thôi. Sao lại 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 được? Lại nào là thánh tên hai là làm chính chủ sắc lên này đi. Đấy, tác phẩm này bây giờ là tác phẩm này của chị nên là khó. Tác phẩm này bây giờ cũng cô nào mà anh thích là thích nhận tặng. Đây đây nhá, quay em Trung Bonsai hôm nay là cũng bắt gặp các anh này, các người nổi tiếng ở đây thì cũng kia chia sẻ thôi. Rồi, hai chị vào luôn một tí nhỉ? Hai chị vào đi, hai chị vào bên đấy đi. Để em lưu lại một chút cái hình ảnh trên cộng đồng YouTube này. Đấy nhá. Em vừa chụp vừa quay nhá, rồi chụp cái nào là chị ơi. Nhìn đây nào. Ok, đẹp đó. Đấy. Cái cây này phải đưa vào hàng top rồi, hàng top đầu Việt Nam rồi, vì nó là cây đa độc nhất vô nhị. Và anh Châu ấy mất rất nhiều công sức làm đây rồi. 35, 45 rồi. Đấy, đúng rồi. Bên là quá trình hình thành là khá lâu rồi anh. Bọn em cũng là những người đi sau nhưng mà cảm nhận được cái tác phẩm đẹp quá. Kỳ này là lá nó lên chứ kỳ trước lá nó đang nhỏ lắm, kỳ bonsai xuyên Việt đấy. Đợt này ta vội ra khi ta chưa buồn làm đấy. Đấy. Làm lá nó bé như lá khế. Đó. Sau em có cây chắc phải nhờ anh thôi. Ok. Có một cây em đang cái phôi mà em mới mua cái phôi đẹp. Phôi nhỏ, phôi tê gửi quyền. Gửi ảnh vào Zalo ấy. Vâng. Em rất thích cái đường móc đường đục của anh. Rất thích. Thế là mới khó. Bọn em thì làm phóng sự thì gặp mà nó là hợp giá rồi em. Chúng cũng ở dưới. Em ở Nga Sơn. Ở Nga Sơn thì. Nga Sơn Thanh Hóa. Vâng. Cái hôm ở dưới nhà Kinh Chọc là anh em mình ngồi cùng. Vâng. Hôm trời mưa đấy. Hôm trời mưa gặp tất cả mấy lần. Cả thằng thắng mấy thằng gì bonsai chính hiệu ấy. Vâng. Em cái thứ nhất là chưa đến vườn anh. Nào đến đi, hôm nào kéo đội Thanh Hóa đến. Vâng. Nào thì để em tổ chức đoàn anh em ra. Okay. Anh cứ yêu ái cho bọn em vài tác phẩm nó vừa phải thôi, okay. Chứ nặng quá thì Sơn nào về sau là cái đoàn chuyên Việt đi vào cuối cùng ạ. Vâng. Hôm nay anh này tổ xuống Sài Gòn anh. Vâng đúng rồi. Thì bọn em không làm em Châu. À thế. Ông Châu đang còn mới lại đi bọn Sài đang Châu đẳng cấp đấy. Châu đấy à? Mà nói là ông mua cho anh có biết cây đâu. Nếu được như thế em cũng thích. Vì sao? Vì người ta quyết định cho mình là làm được cho mình. Thì đây. Mà như thế thì mình cũng mua. Chứ chỉ cần ông nói cái nào thì em mua cái đấy thôi. Ông Châu này ông nói cái nào em mua cái đấy. Ông, anh thì lại đặc biệt là ông mua về xong ông lại phải làm cho tôi. Thì đấy thì ông em bảo mà, ông mà không làm được tốt là tôi đòi con gái lại. Vui chia sẻ vui đi. Đấy, đây tác phẩm nhé. Đà số 1 là số top 1 Việt Nam về dòng đà. Trung Bonsai cũng xin được ngưng video đây, chuyển sang một video tiếp theo. Anh em chờ xem đừng quên là nút đăng ký, nút chuông để tiếp tục theo dõi nhé. Xin thân ái chào tạm biệt.
cả tuyệt vời. Cụ phải nao vào cụ rờ một tí xem là cụ như thế nào, sao cụ đắc vậy. Rờ một tí chứ mình chơi bảo về với ông xã và tôi rờ cây này rồi đấy. Nhưng mình có rờ đâu, mình phải rờ vào chứ. Người ta bảo cấm được sờ vào hiện đúng vật. Đúng rồi, phải sờ vào hiện vật. Họ bảo không sờ nhưng mình thôi, mình cứ cho xin cụ rờ vào cụ.